Sao vậy? Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Không nước ai cho hay quay vậy? Cho gì cho ông nội với mẹ đi xin về chứ em cho gì cho. Ai làm gì mà xin? Hả? Ai làm gì vậy? Thì ông anh kế bên nhà nè. Sao trời? Ý là sao? Có nghĩa là bây giờ lấy cái ron gãy này ra nè, hiểu không? Là cái ron luôn hả? Ron kiểu mà cái mà đầu vặn của cũng cái này là một cái ống 34. Ừ. Đầu răng 34. Ừ. Rồi bắt đầu cái này là cái ống 34. Ừ. Cái đầu răng dặn vô 34. Ừ. Rồi bà ông làm gì rồi ông cưa rồi ông giục tôi mới lấy về để mà tôi bắt vô cái bò sen của tôi á. Bây giờ nha, anh nhớ anh có một là làm clip gỡ đó, một là anh lửa. Anh nhúng nước sôi cũng được. Anh nhúng nước sôi nó giãn ra rồi anh rút ra. Tôi nói tôi lấy cái đầu răng chứ không phải là lấy cái ống này. À, quên cái này cái ron. Em quên cái này. Cái ron dặn. À, cái này cái ron dặn là mình hơi lửa cũng ăn thua nó dẻo nó không rút ra không được. Này là cái ron dặn đúng rồi. Thôi, vậy còn cắt. Anh lấy cái cây á, anh đóng vừa đây, anh dán cái ống sắt AB rồi anh cầm anh xoay ra. Nè, ông thấy tôi đóng không? Ông thấy tôi đóng tôi trọt không? Ừ. Nó không ra nè ông nào. Không dán cái ống sắt vô. Ông cắt lỡ nó chạy vô cái ron này cái đem giục luôn cái này luôn hả? Ngu mà còn chạy bậy. Có nghĩa là bây giờ tôi đục tôi lấy chủ yếu lấy cái răng này thôi. À, từng dùng cái này thôi mình đỡ đúng, mình đúng. Từng dùng là cái này thôi mình hư bỏ cái này cho đỡ tôi tốn chi phí đúng không? Nó được cái khúc này nữa nè. Đúng. Hiểu không? Thì em nó hết cách rồi đó. Cái này tới 7.000 cái lận ông nội. Tới kìa lấy mấy mượn cái kìa. À, ai mà chơi chị ngu nghĩ sao cái ron này sao mà nghĩ là cái này là ông kiểu mà nó sát tường á, ông cắt luôn á. Bạn cứ ngắt sao mà ra, cứ ngắt rồi. Thì đó là cái von ron rặn mà rút ra, ông nghĩ mày khùng gì ta. Ngu nữa mà chỗ đâu mà sỏ vô kẹp. Ông sỏ vô kẹp đi. Nghĩ sao, ai chơi em chưa cắt này làm gì đây. Lấy đi, lấy ra đi. 7.000, à, cái này 12.000 chứ, 10.000 chứ, đúng rồi 10.000. Ê, bây giờ nó có cái kiểu mà cái dặn á, không biết cái dặn không? Biết cái khoan dặn á, khoan dặn vô cái đầu cái mình dặn mạnh thiệt mạnh vô cái nó ăn khớp á, cái mình giật nó mà không được, phải dặn ra chứ còn nó ăn khớp mình dặn ra nó lại tu ngược lại rồi. Sao có ra được không thì không anh, được. Anh bây giờ chuyện sao anh có cái kéo không? Kéo hay cái kìm đụng em thích làm kìm thích làm cái kéo á. Kéo gì? Kéo cắt á hả? Ừ, tháo ra dễ mà. Được không? Vô mà cái kìm, ê cái kìm lấy không ra chứ kéo trời. Để kéo nó ra. Ê cái này mà nếu mà ra được là những người mà gọi trong mấy cái giò nước á hay gãy á. Biết rồi cái này mà nó mà âm vô trong tường mà cái này mà nó âm vô trong tường á, cái này là lấy ra rất là cực. Rất là cực, nếu mà mình đục vô đục lỡ nó bể ống bên trong là coi như là đi toi. Cho nên là cách lấy mà ống dây mà dính ron nó rất là khó. Nó không phải đơn giản đâu. Bây giờ cắt hả? Hừ kéo mà liệu nếu mà có đứt thì cái này dục mẹ để đi mua cái khác mất mới trời chi trời. Giờ lấy thì lấy được á, nhưng mà bây giờ sao lấy được á. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, bây giờ cái này nó chỉ giá có 10.000 cái thôi, giờ ông lấy ra. Giờ lấy ra thí mà dụ thì tôi đưa ông cái gì tôi để đi mua cái mới cho rồi, mất mới thì cắt được. Giờ ông lấy giùm lấy thôi chứ mất mới gì chi trời. Bây giờ vô tôi lấy nước cho ông uống thôi được rồi. Nước nước sao thì uống nước rất lọc đó chứ giờ nó chỉ. Ông làm gì vậy? Mà nó ra nó làm gì? Là sao? Thì nó ra rồi chứ sao? Ủa nãy giờ tôi nói gì về nước mà ông ngộn dặn hả? Ừ. Rồi cái này dính cứng ngắc đây sao? Cho dù cái này nó cứng biết bao nhiêu em không cần biết. Bây giờ mình lấy ra mình đục cái cây á. Mà đục cái cây cho dù anh bạn cứng anh nhỏ kéo sao mà cứng cỡ nào em không biết, cứng ngắt luôn không biết luôn. Nhưng mà nếu mà anh đục cái cây vô á, nếu mà anh đang ở trong tường mà, trong tường chắc cũng phải được cái đường cong đúng không? Đúng rồi. Anh đập vô lỡ đập mạnh quá nó bể ống là mất công anh phải đập cái tường nữa. Ừ. Nên mình lấy cái co ra, bây giờ mình khò lửa thì không được. Ừ. Đúng không? Ép buộc phải dùng cái kéo nha, ví dụ anh cầm một cái kéo. Đúng không? Ừ. Nếu mà cái này trong tường ví dụ là cái này là trong tường nha. Ừ. Anh sọt vô cũng được mà anh rút ra cũng được, anh banh ra cái anh xoay trong tường mà mình lực mình kéo này mà nó cứng này biết được không? Ủa. Mình xoay. Ủa, sao tôi không nghĩ ra trời. Em mà tính ra ông cũng có cái đầu ông cũng có
cái não ông cũng có sạn á chứ bộ chứ không đâu. Em đúng rồi, em có sạn ở trong chỗ sỏi thận mà, tí nữa em đi mổ sỏi thận cái đã. Suy nghĩ đi. Nó đùa hay dữ trời. Anh biết tại sao mày lại dùng cái kéo không? Sao? Tại vì cái kéo nó có một cái cạnh đây nè. Gì? Cạnh sắt. Cạnh sắt. Nó giữ khớp cho ta rất là hay. À, khi mình đút vô đúng không? Ừ. Là đương nhiên khi mình banh ra đúng không nữa. Là nó có bốn cạnh, 1, 2 nè đúng không? Ừ. Bên này hai cạnh nữa là bốn cạnh, là nó tự gài với nhau được cái lực. Ừ. Nên nếu mà thường thường này nó không một anh làm to cũng được, nhưng mà không thì anh nhét thẳng ở đây luôn. Đó, anh banh ra nó có khớp đây nè. Đó là anh xoay là xoay đi tới đâu luôn. Đó. Vậy thôi. Nhưng hiện tại bây giờ nó này, hiện tại bây giờ cái này nó vừa khớp rồi, mình không cần phải banh ra trên mỗi tay. Để bạn vô rồi. Mình đẩy vô là đương nhiên cái này nó có độ tu ra mà. Đó. Nó tu ra đó, nó tự ém thôi, đúng không? Tôi thông minh mà. Đơn giản. Vậy thôi. Ví dụ như đặt cái trường hợp, ví dụ mà cái này là ông 34 đi, đặt trường hợp như ông 4 thì sao? Ông 4 là mình nắm, là mình banh ra đúng không? Mình nó đúng, nó trong tường á, mình nắm theo thế, hai cái thế, hai tay vậy nè. À, hai tay kéo ra. Kéo ra, vừa kéo nó cũng gài đúng không? Vừa kéo vừa xoay là nó gài lên ra. Ok, vậy đã ra liền. Cái này người ta đâu dám kê đâu, người ta chỉ uống mà kêu non thôi. Thì đúng cái ron mà. Đó. Đồ tính ra ông khôn ghê ta. Mình nói chung á, cái bây giờ nói ông nghe nè. Không nên đố cá được làm bất cứ một cái điều gì hết trơn á. Sao vậy? Cá cuối cùng là thua không, chứ có thắng được miếng nào đâu. Thì mọi người coi clip mọi người biết có thêm kiến thức không, mà cái này mình tận dụng vô vấn đề gì được ta? Cái này áp dụng trong những cái thế khó tưởng đúng không? Mình biết còn hơn không biết, mình biết sau này mình áp dụng mới được. Nó phải là ngày nào cũng áp dụng đâu. Nếu ngày nào nó cũng có cái mình làm cho mình phá sản thì đâu mình mua nổi. Lâu lâu đồ dùng mình nó bị, nhưng mà mình biết cái cách mình làm là cái gì mình làm được hết. À, nghĩa là cái này thí dụ đi, đặt trường hợp ví dụ đây là một cái vòi nước Rorone gì đó đúng không? Ừ. Mà mình dặn vô cái nó gãy đi. Ê mà như vậy cái vòi này là cái vòi nhựa đi. Đặt trường hợp cái vòi sắt được không? Vòi nào cũng được hết. Vòi sắt nó gãy ở đây nó vẫn gãy mà. Có. Vẫn dặn ra được. Nói chung là cái cách thức là như vậy á, mà mọi người áp dụng trong trường hợp nào thì mọi người áp dụng thôi. Em chỉ chỉ thôi. Còn áp dụng trong trường hợp này thì tùy thôi, chứ em biết nói sao bây giờ, em đâu biết ví dụ như thế nào đâu. Em chỉ trong cái cách áp dụng thôi. Tôi thấy ông thông minh đó. Thật, ông rất thông minh. Mà cảm ơn anh nha. Công nhận ông thông minh đó. Thông minh. Không, anh Thái. Anh khen thôi chứ em cũng đâu có no được cái gì đâu. Anh áp dụng thực tế đi chứ. Mua con gà đãi người ta đi. Mua nước này 7.000, 10.000 cái mà tự nhiên con gà bao nhiêu trăm mấy 200.000. Nghĩa là một cái lời chúc lật, một cái lời khen là nó có no gấp mấy lần ăn 10 con gà đó. Trời đất ơi. Hỏi tại gia đình mình đi. Chứ ra đường nghe ta khen mình no được á?